rồi bằng hệ điều hành của Nga, sau nhiều lựa chọn và phương án khó khăn, ngay cả sử dụng hệ điều hành tự phát triển nhưng không mấy triển vọng, hãng công nghệ Trung Quốc đang tính tới lựa chọn từ Nga, đó chính là Aurora OS do tập đoàn viễn thông nhà nước Rostelecom Nga phát triển. Reuters cho biết, Huawei đang cân nhắc sử dụng hệ điều hành Aurora OS trên thiết bị di động. Bước đi đầu tiên sẽ là cài đặt hệ điều hành này trên hàng nghìn tablet dùng cho điều tra dân số Nga trong năm tới. Ban đầu, có vẻ Huawei tìm cách giành được hợp đồng chính phủ trên về lâu về dài hãng công nghệ này muốn Aurora OS thay thế cho hệ điều hành Android, tránh phụ thuộc vào công ty Mỹ. Trước mắt, Huawei sẽ cài đặt Aurora OS trên 360.000 tablet sử dụng cho điều tra dân số Nga năm tới. Nếu thử nghiệm này thành công, Huawei sẽ tính tới phương án lâu dài hơn. Huawei cũng đang phát triển hệ điều hành riêng Harmony OS nhằm thay thế Android. Tuy nhiên, hệ điều hành này đang gặp nhiều trở ngại, nhất là khả năng tương thích với ứng dụng Android. Từ giữa tháng năm vừa qua, tổng thống mỹ donald trump đưa huawei vào danh sách đen cấm công ty này làm ăn với công ty mỹ bao gồm cả việc không được sử dụng phần cứng phần mềm và sở hữu trí tuệ của mỹ với lệnh cấm này huawei không thể tiếp tục cài đặt android trên thiết bị đi rộng mới của hãng công ty này buộc phải tìm giải pháp thay thế